dung dịch vệ sinh phụ nữ Em Happy, an toàn, thoáng sạch, mềm mịn hơn. Vì một cái sự hiểu lầm, hai đứa không nói chuyện được với nhau. Đến khi mà em gặp nó thì cũng chỉ là những cái ngày cuối đời của nó thôi. Ngày hôm nay khi mà nhắc lại cái chuyện này, đó cũng là lần đầu tiên mà em muốn nói về người bạn của em một lời xin lỗi mà em không thể nào gặp nó để mà em nói được. Em thì thấy bản thân của chị Harry từ trước đến giờ thì nghe chị kể nhiều về chị, là chị là một người mà phải nói là rất là giỏi kiềm chế cảm xúc, đúng không? Hồi nhỏ là chị bị kỳ thị mà, thì chị càng không khóc là càng chọc ghẹo cỡ nào, càng đánh cỡ nào cũng không khóc. Tại vì mình nghĩ là nếu mà mình khóc, mình thấy yếu đuối trước mặt mọi người là cái đó là giống như là mình thua chẳng hạn. Và khóc chỉ có trong cái toilet của trong trường học thôi, còn về nhà thì coi như là không có chuyện gì xảy ra để cho ba mẹ không có biết chuyện gì đó. Nhưng mà sau này rồi, cái khoảng thời gian mà mình đã qua rồi, bây giờ tươi sáng hơn thì gần đây nhất chị có khóc lần nào mà chị cảm thấy là gây cho chị một cái ấn tượng sâu sắc nhất luôn? Cái ấn tượng sâu sắc nhất trong cái khóc á là liên quan tới bệnh. Khi mà mẹ em có nói về cái mẹ nói là con ơi, cái vú mẹ nó có cái cảm nhận được cái u gì đó mà nó rất là cứng, mà nó rất là to. Thì em nói với mẹ là thì ai cũng vậy thôi, con gái nào cũng có cái u như nhỏ nhỏ nhỏ, có gì đâu mà mẹ nói vậy. Nhưng mà trong đầu thì mình biết là đang có vấn đề nhưng mà không muốn thừa nhận. Và sợ là nếu mà mình đồng ý với mẹ thì mẹ lo lắng rồi mẹ khóc này nọ, thì mình cũng sợ cái chuyện đó, cho nên mình nói là như không có gì. Nhưng mà mẹ nói là con ơi, con cầm cái khu này xí được không? Và đúng là mình chạm, sau đó thì mình cảm nhận được cái cục u mà nó rất là cứng, mà nó rất là to. Là lúc đó là không biết nói gì nữa mà nước mắt thì chảy liên tục, và mình vô phòng mình đóng cửa mình khóc quá trời khóc. Cái đó là cái thời gian mà em nhớ nhất và em rất là ấm ức về cái chuyện tại sao lúc đó em không mở lời với mẹ là mẹ ơi chắc không sao đâu, mẹ ơi thôi cố lên nhá. Tại sao không nói cái câu đó cho mẹ? Đối với em thì cái đó là khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Giang có lần nào mà khóc mà cảm thấy là nhớ hoài mà không chịu đựng nổi nữa không? Thì ra cũng có chứ. Bản thân em nghĩ là đầu tiên là con gái là đã hay biết ướt rồi, đúng không? Rất là dễ mau nước mắt. Nhưng mà với riêng em á, nó là một cái cuộc thương thảo không thành công của mẹ em với em. Em đã nhớ như in cái đêm ngày hôm đó, khi mà mẹ em vừa phát hiện ra cái vé máy bay mà em đã tự đặt để bay sang Thái, ngay lập tức là đập cửa gào khóc ầm ầm ở ngoài, con bây giờ con mở cửa ra đi, mẹ xin con là bây giờ như là như nào, mai con đi như thế nào, tại sao không nói. Cái tức là mình cũng hiểu là trong cái tâm trạng của mẹ mình đấy là nó rối bời đủ thứ hết. Thì cuối cùng là hai mẹ con mở cửa thì em biết ngay là cái đầu tiên mẹ em sẽ là thuyết phục của em là ngày mai con đừng có đi vội, quá nguy hiểm rồi, là bây giờ con để cho chị gái con lấy chồng xong đi đã, cho gia đình mình yên ấm đi, cho bố có cái điểm tựa nào đấy đi, lúc đấy con đi cũng được. Mà cứ liên tục xin là mẹ xin con là con đừng có đi vội. Bây giờ nếu mà con có vấn đề gì gia đình mình chết. Em đã nói là không, em phải đi. Và cuộc đời chưa bao giờ em nghĩ là mình lại làm một cái chuyện nó lạnh lùng đến như thế. Em nhớ lúc đấy mẹ em ôm em và nói với em là mẹ xin lỗi con, tại sao mẹ lại sinh ra con như vậy. Đấy là lỗi của mẹ, quá kinh khủng. Và đấy là cái mà em day dứt nhất, là cái giọt nước mắt ngày hôm đó em nhớ mãi đến tận ngày hôm nay. Nếu mà ở đây là tất cả mọi người đều có trong mình những cái cảm xúc về gia đình á, thì riêng em một cái lần mà nhớ nhất đó là dành cho người bạn của em. Em không sao. Bạn em qua đời. Vì bệnh ung thư. Vì một cái sự hiểu lầm, hai đứa không nói chuyện được với nhau. Đến khi mà em gặp nó thì cũng chỉ là những cái ngày cuối đời của nó thôi. Em giận nhất ở bản thân mình đó là không có đặt niềm tin dành cho bạn. Em rất là hay nóng tính, em rất là hay bốc đồng. Cho dù là có bất cứ chuyện nhỏ gì đi nữa, em cũng có thể bỏ rơi nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó là người không bao giờ bỏ rơi em. Và cho đến bây giờ là cái người mà em nhớ nhất. Nó cho em một cái nguồn động lực rất là lớn trong cuộc sống này. Và em
em rất hối hận vì cái tính cách của mình, và từ đó trở đi em đã sửa rất là nhiều. Ngày hôm nay khi mà nhắc lại cái chuyện này, đó cũng là lần đầu tiên mà em muốn nói về người bạn của em một lời xin lỗi mà em không thể nào gặp nó để mà em nói được. Em nghĩ là bạn chị sẽ hiểu mà. Em nghĩ là người bạn thân đó, quan trọng nhất đó là người ta có thể hiểu được những cái chuyện chị không nói. Nhưng mà thật sự là một quý vị ơi. Thì chị nghĩ là đây, chương trình này nó có giá trị chính là vì điều đấy. Cái mà cuối cùng nhá, mọi chủ đề, mọi cái câu chuyện mà chúng mình tán với nhau, buôn với nhau, chỉ cốt là để nó ra được một cái bài toán là mình sống thật với mình hơn. Xong là mình đừng có che giấu, mình đừng có sợ hãi. Khi ta đau khổ, ta khóc mà khóc được, thì cái giọt nước mắt thì nó lại hóa giải được, nó làm cho mình cân bằng được. Nếu như cứ tưởng tượng xem mà mình không thể nào khóc nổi ấy, không có cái giọt nước mắt giúp cho mình xả tất cả những cái mà nó bị ứ đọng ở trong lòng ấy, thì chắc mình chết mất. Hắt hơi sổ mũi cảm ho, ít nhi dùng sớm con ngoan mẹ mừng. Em nghe mấy câu chuyện của mấy chị nãy giờ em cũng rất rất xúc động, nhưng mà em cũng đang tập cho mình cái tính đó là không có khóc nữa. Chắc là câu chuyện của em nó khác mọi người, là em khóc là vì công việc. Đó là lần đầu tiên em nhận vai trò làm MC. Mà đến khi tập phát sóng đầu tiên lên thì em nhận vô số lời chê trách. Nói em nhạt, nói em dở, nói em xấu, đòi thay vai em, đòi thay bằng chị Harry, đòi thay bằng Lan Ngọc, đòi thay bằng tất cả những người khác. Nói là em không có năng lực. Em hiểu là những cái khuyết điểm là em có chứ, em cũng cố gắng hoàn thiện mình. Nhưng mà cái điều khiến em buồn nhất á, là khán giả nói á là ba mẹ không biết sinh ra em. Để cho em á, làm những cái việc mà em không giỏi mà tại sao vẫn làm. Xong rồi chửi em là ngu. Nói ác vậy hả? Cái chuyện chửi em á, em không có buồn. Mà cái chuyện á, nói về ba mẹ em, người sinh ra em, khiến cho em bị sốc lắm. Là giống như nhát dao đâm vào tim vậy đó. Trời ơi, cảm giác chuyện nào sợ chuyện kia vậy nhỉ? Chương trình tên gì? Cái chương trình đó là Ô Hay Gì Thế Này. Đến tập thứ hai phát sóng lên, mọi người vẫn đào bới tất cả những cái chuyện cũ, là vì ba mẹ nó ly hôn nên nó không dạy nó ra gì, thành thử tính cách của nó không tốt. Đó là lần đầu tiên trong đời em gọi cho anh quản lý, em nói là anh ơi, cho em xin dừng đi. Em không có quay nữa, tại em chịu không nổi nữa. Xong rồi nhiều người gửi tin nhắn riêng cho em, chửi em thậm tệ. Mà những cái lời chửi em nha, em đọc xong rồi em buồn á, nhưng mà em qua. Mà những cái lời chửi ba mẹ em mới làm cho em bị không có thở nổi. Và lúc đó là Ngân đã chia sẻ với Harry là chị ơi, tại vì em mới lần đầu tiên em làm cho nên em làm chưa có mượt mà lắm, chị có cái bí quyết nào mà chị có thể chỉ cho em không? Thì Harry cũng nói luôn, em ơi, em mới lần đầu tiên làm mà em yêu cầu như là những người rành MC thì sao mà như vậy được. Mới lần đầu tiên làm thì ai cũng vậy hết trơn. Bản thân chị cũng là lần đầu tiên làm chung sức với anh Trường Giang, cũng đã từng như vậy luôn. Chị cảm thấy, ê, mình đang làm phiền mọi người, phiền anh Giang, làm phiền Trường quay, rồi phải quay qua quay lại rất là nhiều lần. Cho nên mình cũng phải xin, chị ơi, chắc là em nên dừng tại đây, tại vì em thấy em không đủ khả năng để em làm cái tiếp tục cái này. Và chị ấy chính là động lực cho mình là không, em cứ làm đi, mới đầu làm thì ai cũng vậy thôi. Ra nói với Ngân như vậy này, tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay ai cũng đã từng trải qua những cái bình luận như vậy. Và thử hỏi mọi người nhá, nếu bây giờ ra đường mà bác chị nói một cái chuyện gì đấy rất là tệ, chửi cha mắng mẹ người khác, chị có cảm thấy nó dễ làm không? Không hề dễ, đúng không mọi người? Vậy thì những cái người đó tại sao họ đã có thể viết ra những cái lời lẽ đấy quá là dễ dàng như vậy? Chỉ bởi vì một cô bé dẫn lắp bắp hay là chưa thực sự vui lắm, tại sao họ làm được dễ như thế? Bởi vì nói thẳng ra nhá, là cuộc sống của họ nó quá tệ đi, cho nên họ rất dễ để buông ra những cái lời như vậy với người khác.
em thì sao cũng được hết, đừng có động đến gia đình em. Và em xin nó là nếu em có dở cứ chê trách em đi, em nhận hết. Cái lời xin á thì ai cũng có thể nói được, có nói mỗi ngày, bất cứ người nghệ sĩ nào cũng có thể nói. Nhưng cái việc người ta có dừng cái hành động đó hay không thì đó là chuyện của người ta. Chị em chúng mình ơi, chúng mình không được gì phải xin ai bình luận cái gì về chúng mình cả. Mà chúng mình cảm thấy là sao? Thương. Tại vì thương cho những con người đó rảnh, chỉ có rảnh mới có thể đi sưu tầm những cái từ ngữ tệ hại mà viết về người khác một cách dễ dàng như vậy. Cái mà câu chuyện của Ngân vừa kể, chị nói thật, dù có không trào nước mắt ngay theo một cách tự nhiên, nhưng mà nó khóc một cách nó xót xa, đau đớn, nó làm tổn thương đến con người đến nhức như thế. Nếu như ai cũng ý thức được là mình cũng có những cái bước khởi đầu, mình cũng có những cái hạn chế, mình cũng có những cái dốt, cái thua, cái kém, giả sử mình bị như thế với chính mình xem sao, có vực dậy được không? Tại vì mình làm việc trong ngành này như là làm dâu trăm họ, thường thường gặp trường hợp như vậy, chị nói thật đấy, nó lại là một cái động lực. Được rồi, tôi sẽ chinh phục, tôi sẽ cố gắng. Và những lúc như thế thì chị lại vượt qua một cách ngoạn mục. Những cái ngày đầu cái chuyện ấy là bình thường. Đúng rồi. Tại vì như này này, cái nụ cười ấy, nó rất là dễ. Chúng ta có thể cười, giả tạo cũng cười được, bởi vì nụ cười là chúng ta thích, nó là cơ ở miệng chúng ta cười. Nhưng nước mắt không phải chúng ta muốn khóc là khóc được. Nước mắt nó là cái sự trào ra khi cảm xúc nó chạm tới một điểm gì đấy của sự hạnh phúc hoặc là sự đau khổ. Nó là cái tự nhiên mà tạo hóa ban cho con người. Và nếu như chúng ta không khóc nữa thì chúng ta trở thành một cái người không cảm xúc. Vậy thì có công bằng không với tất cả những khán giả yêu thích Ngân, muốn nhìn thấy cái cảm xúc thật sự của Ngân? Không khóc cho những cái bình luận đó, nó không xứng đáng. Đúng rồi, không xứng đáng. Chứ không phải là không khóc cho bản thân mình suốt đời. Nhưng mà nó có những cái giọt nước mắt khác nữa, nó ám ảnh và nó day dứt vô cùng. Đó là day dứt về cái chuyện nghệ thuật và cuộc đời, cái vinh quang và cái trả giá cho vinh quang đấy. Không biết bao giờ chị mới trả lời được. Cái nỗi ám ảnh ấy nó còn hay là nó hết? Có năm chị mang bầu em bé thứ hai, cùng lúc đó chị đã vào một cái nhân vật cũng rất là sâu sắc trong vở kịch Bến Bờ Xa Lắc. Đến ngày tổng duyệt thì chị phát hiện ra là chị bị động thai. Trời ơi, giờ chị nghĩ bây giờ làm sao? Cứ căng thẳng là bây giờ diễn hay là nghỉ, diễn hay là nghỉ. Chị đến bệnh viện C ở Hà Nội, bác sĩ bảo thôi em yên tâm đi, bây giờ cũng có nhiều thuốc giữ thai lắm, và tiêm cho chị một liều thuốc tốt nhất. Ở chị cũng thấy yên tâm mà, vì mọi người cũng chăm lo cho mình, nghĩ là chuyện này cũng bình thường. Và chị đi diễn, cái đêm tổng duyệt đấy là nó thành công vô cùng. Ngay sau đó một cái là chị vào viện C, chị nằm. Nhưng đến ngày thứ 6, bác sĩ bảo em bình tĩnh nhá, em đã bị sẩy thai. Trời ơi, em có hình dung ra được là cái mà không khóc được ấy, không tin vào tai mình. Nhưng cái vấn đề là mình biết trước cái nguy hiểm như vậy, chị vẫn lên sân khấu, bởi vì cũng chỉ vì cái tính của chị. Chị ái ngại với cả một cái hội đồng rồi tất cả tập thể. Tính của chị là không bao giờ dám mạnh mẽ, dám làm theo ý mình, không vì chị, không vì con chị. Và cái ái ngại nhất là chị nhìn vào mặt của chồng chị, mình nó giống như tội đồ ấy. Đấy chính là cái sự day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời mình không bao giờ mình tha thứ cho mình được. Chị muốn nói rằng có những cái giọt nước mắt nó khủng khiếp đến cái mức mà nó không thể nào chảy trên má được. Chứ còn khóc được, khóc hết đi, không việc gì phải che giấu. Phụ nữ là đặc quyền là được quyền khóc mà, được phải quyền khóc, yếu đuối. Thì thôi đi, ai cũng vậy hết á. Có những cái lúc mà mình mạnh mẽ ở ngoài kia, đúng rồi, nhưng mà về tới nhà rồi thì cứ thỏa sức mình với những cảm xúc. Em thấy làm gì thì làm, chứ so với chính cảm xúc của mình, dạ, nó cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng lắm. Lúc đó mới bắt đầu hiểu được á, càng đi lâu và xa hơn trong cuộc đời này á, có những cái mà mình muốn làm cũng không thể làm đúng được. Đúng rồi đó. Nên mình khóc được gì thì mình cứ khóc, tức thì mình cũng phải nói to, mình cũng phải la. Cái đó là cái cảm xúc của con người mà, tại sao lại phải kiềm chế tất cả mọi thứ? Đúng rồi, bây giờ chị em chúng mình phải nâng ly, giả vờ đây là rượu đi. Chúng mình nâng ly được, cảm ơn những giọt nước mắt đó để làm cho mình chút được tất cả những cái điều mà đáng phải chút, phải xả rác. Nhưng mà đằng sau giọt nước mắt đấy chắc chắn chị em mình thì bảo nhau đứng lên. Hãy khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngần. Đúng không? Mình khóc đi. Được. Rồi. 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 Rồi.